Trong không gian đặc quánh khói thuốc, dưới ánh đèn vàng vọt, Tân với vẻ ngoài bảnh bao đang gối đầu lên đùi của một cô ả xinh đẹp, ánh mắt gã mê mang trong làn khói trắng. Ở ghế sofa bên cạnh, Tiến, một gã đàn em thân cận của Tân, mỉm cười teo tét nói: "Hàng hôm nay phê thật anh à." Tân đang trong cơn phê, ánh mắt mê mang khẽ híp rồi mới đáp: "Hàng tao khó khăn lắm mới đưa được từ bên Trung Quốc về, không ngon mới lạ. Lần sau mày qua đó với tao, thao hồ mà hưởng." Tiến chợt nhớ khẽ hỏi: "Chuyện bên đó sao rồi anh?" Tân bực tức nói: "Con mẹ nó, sống sung sướng không muốn, lại muốn chết khổ." Tiến nghe vậy thì có chút hoảng, vội hỏi tiếp: "Ý anh là con Nhung chết rồi sao?" "Mày sợ cái gì? Khu vực ấy trước nay vốn nằm ngoài khuôn phép của luật pháp, chết 10 đứa cũng chẳng làm sao." Nói rồi Tân khẽ nhếch miệng cười khi nhớ lại cảnh có sinh viên trẻ tuổi xinh đẹp lắc lư trên dây thòng lọng với ánh mắt trừng lớn nhìn gã chằm chằm. Tiến nhìn thấy nét mặt của Tân tỉnh bơ khi nói ra những lời ấy thì có chút sợ. Tuy theo Tân đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên gã nghe Tân nói tới việc giết người. Nghĩ ngợi hồi lâu, Tiến mới hỏi: "Chuyện đã ra như thế, liệu có cần tạm ngưng một thời gian không anh?" Tân quát mắt nhìn Tiến: "Ngưng cái gì? Sao lại phải ngưng? Mày cứ khéo lo. Từ khi bước trên con đường này thì tao đã xác định một chân trong trại, một chân ở ngoài rồi. Làm thêm mấy vụ có tiền rồi té, lúc đấy thì gói cao đầu mà ngủ." Dứt lời, Tân lại tiếp tục phê pha trong khói thuốc phiện, để mặt Tiến ngồi ngẩn người với nỗi sợ đang nhen nhóm trong lòng. Hà Nội, một ngày đầu đông năm 2016. Trong con ngõ vắng vẻ, Lan, cô nhà báo trẻ đầy tài năng, đang bước từng bước mệt mỏi với những suy nghĩ rối bời. Ngày hôm nay, cô được cấp trên phân công viết một bài về nội dung buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Tối ngày hôm đó, sau khi ăn tối xong, Lan lập tức bắt tay vào thu thập thông tin trên nền tảng Internet. Trong đó có một bài viết trên một blog cá nhân khiến cô quan tâm. Tiêu đề bài viết đó chính là chợ biên giới Hà Khẩu bầy nổi và dìm. Bài này nói kỹ nhất về vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em. Xem ra người viết bài này có cái nhìn và sự hiểu biết nhất định về vấn đề này, Lan tự nói với chính mình. Sau đó ngay lập tức tìm kiếm thông tin của người viết. Ngoại Long, người phơi bày mặt tối của xã hội, bút danh và lời dẫn rất hay. Lan nhận ra blog của người có bút danh Ngoại Long này có rất nhiều bài cảnh báo và vạch trần những thủ đoạn của đám buôn người. Không một chút đắn đo, cô ấn vào một trò chuyện, nhắn vội mấy dòng giới thiệu và ngỏ ý được trao đổi một chút. 15 phút sau, khung chat trò chuyện hiện lên dòng hồi âm của Ngọa Long: "Chào bạn, tôi có thể giúp gì cho bạn?" "Chào Ngọa Long, tôi là Lan, ký giả của tòa soạn." "Ồ, nhà báo sao? Có chuyện gì vậy Lan?" Cách nói chuyện gọi tên đối phương của Ngọa Long khiến Lan có cảm giác gần gũi. Khẽ mỉm cười, Lan bấm phím đáp ngay: "Chẳng là tôi đang viết một bài về vấn nạn buôn người. Sau khi đọc được bài viết của anh, tôi biết anh có sự hiểu biết rất sâu về vấn đề này nên muốn trao đổi một chút. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh." Sau khi biết được mục đích của Lan, anh ta trả lời ngay với giọng điệu rất vui vẻ: "Được thôi, nhưng tôi nghĩ nên nói chuyện trực tiếp vì một hai câu trên mạng không thể nói hết vấn đề." "Được, vậy tôi xin phép đặt lịch hẹn với anh." "Vâng, đây là thông tin liên lạc của tôi. Khi nào cô rảnh thì có thể gọi báo cho tôi một tiếng." Nhanh tay lưu lại thông tin, Lan cảm ơn rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện. Chiều hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc ở tòa soạn, Lan vừa bấm số gọi cho Ngọa Long để hẹn gặp mặt. Sau 20 phút, chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại.
Điểm hẹn của hai người là một quán cà phê nằm ven hồ Tây. Vừa bước vào cửa, đang ngơ ngác nhìn quanh, thì ở góc bên tay trái cô vang lên tiếng gọi. Lan phải không? Nghe có người gọi tên mình, Lan xoay người nhìn lại. Đập vào mắt cô lúc này là nét đẹp trai, trẻ trung và một nụ cười tỏa sáng của một người thanh niên, chỉ độ 30 tuổi. Lan ngập ngừng, bước tới vị trí của người thanh niên kia, rồi mở lời. Anh là người có bút danh Ngọa Long. Người thanh niên nhẹ gật đầu, nụ cười tươi hiện trên nét mặt. Vâng, là tôi. Lan ngồi đi. Vừa nói, Ngọa Long vừa đứng dậy, kéo ghế rất lịch thiệp. Sau một hồi cả hai bên giới thiệu, Lan biết được Ngọa Long vốn là một hướng dẫn viên của một công ty du lịch nhỏ trên địa bàn. Có lẽ vì đặc thù nghề nghiệp, phải đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của Ngọa Long mới nhiều như vậy. Nhấp một ngụm cà phê, Ngọa Long bây giờ mới hỏi. Lan định viết bài về vấn nạn buôn người thật sao? Lan gật đầu đáp. Vâng, vấn nạn này từ lâu đã nổi cộm trong xã hội. Tôi muốn viết một bài để cảnh tỉnh cho những kẻ nhẹ dạ cả tin. Qua bài viết của anh trên blog, tôi đoán rằng anh có lẽ đã chứng kiến, thậm chí là trải qua những chuyện tương tự như vậy. Bằng không, anh đã chẳng thể viết một cách chân thật như thế. Ngọa Long đáp, quả thực tôi đã tận mắt chứng kiến sự việc ấy. Vì không muốn điều đó lặp lại, nên mới viết bài rồi đăng lên blog của mình để cảnh báo mọi người. Trời ạ, cô gái kia thật may khi gặp được anh. Lan nhìn Ngọa Long với ánh mắt ngưỡng mộ. Bởi trong câu chuyện anh ta kể lại, cô gái xấu số kia đã được phía công an Trung Quốc giải cứu thành công ngay trước khi cuộc mua bán chót lọt ở một góc tối của chợ biên giới Hạc Hậu. Là một hướng dẫn viên, tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng chỉ có ở nơi đó là vấn nạn buôn người phức tạp nhất. Một cô gái yếu đuối như Lan thực sự không thích hợp để săn tin ở đó. Vốn Ngọa Long có ý tốt cảnh báo, nhưng vô tình lại mở ra con đường cho Lan thoát khỏi bế tắc mấy hôm nay. Ánh mắt sáng lên, Lan vội nói. Đúng như vậy, chỉ khi mắt thấy tai nghe thì người cầm bút như chúng ta mới có thể viết ra những thứ chân thật nhất. Ngọa Long, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cô đừng đùa, nơi đấy quá nguy hiểm. Một mình cô đến đó, nếu bị phát hiện thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Bất chợt, Lan nắm lấy tay Ngọa Long, nhìn chằm chằm vào anh ta rồi nói. Vậy nên tôi mới cần sự trợ giúp của anh. Dù sao anh đã đến đó rất nhiều lần. Phần chìm ở nơi đó anh lột tả rất sắc nét trong bài viết của mình. Tôi tin chỉ có anh mới giúp được tôi mà thôi. Nhìn vào ánh mắt của Lan, Ngọa Long biết chắc rằng mình không thể từ chối, khẽ mỉm cười đáp. Cô chắc chắn muốn làm sao? Vậy là anh đã đồng ý rồi đúng không? Nếu vậy thì quyết định sắp xếp công việc và những thứ cần thiết trong 3 ngày, sau đó cùng nhau lên đường nhé. Bước ra khỏi quán cà phê, Lan vui vẻ nói luôn mồm. Ngọa Long đi bên cạnh chỉ biết cười cười. Lúc này chiếc taxi cũng dừng trước mặt cả hai. Vì còn có việc nên Ngọa Long xin phép về trước. Vừa bước lên xe, chỉ thấy người tài xế trẻ tuổi khẽ cười với anh ta rồi nhấn ga rời đi. Tôi nói rồi, chỗ này không có người mà các cô các cậu tìm. Đi chỗ khác cho chúng tôi còn làm ăn. Trước cửa một nhà nghỉ treo đèn lồng đỏ thuộc địa bàn huyện Hạc Hậu, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, lúc này đang có mấy người đứng đối mặt. Người vừa lên tiếng là Thắng, quản lý của chỗ này. Phía sau hắn là mấy tên bặm trợn, nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đứng phía đối diện. Anh làm ơn xem kỹ lại một chút. Nếu em tôi làm việc ở đây thì chúng tôi xin chuộc nó ra. Lên tiếng là một cô gái trẻ, nhìn qua vẻ tiều tụy cũng đủ biết thời gian qua cô ta đã lao lực quá nhiều. Tôi đã bảo là không có ai tên Nhung ở đây cả. Khu này
thiếu gì chỗ vui chơi cho người Việt làm chủ. Các người qua đó hỏi thăm đi. Thắng có chút không vui. Nói xong thì xoay người bước vào trong, rồi đóng cửa thật mạnh, để lại Liên cùng bạn trai đau khổ nhìn theo. Chúng ta đến nơi khác tìm xem. Anh tin Nhung nó vẫn bình an vô sự. Bạn trai của Liên tên là Dũng, sau khi an ủi bạn gái thì nắm tay cô dắt đi. Liên là chị gái của Nhung, cô sinh viên đã mất tích sau khi đã nhẹ dạ tin vào lời lừa mật của một gã trai tự xưng mình là giám đốc công ty nhỏ cách đây hơn một tháng. Ngày ấy, khi nghe em gái nói rằng muốn lên các tỉnh biên giới đi du lịch với bạn trai, Liên đã có dự cảm không lành. Thế nhưng mặc cho chị gái khuyên can, Nhung vẫn quyết ý đi. Để rồi kể từ hôm đó, gia đình Liên đã mất liên lạc hoàn toàn với Nhung. Ngay sau khi mất liên lạc, gia đình Liên đã lập tức báo công an. Nhưng cũng như các vụ mất tích của các cô gái đẹp thời gian gần đây, hướng điều tra của công an cũng dần đi vào ngõ cụt vì thủ đoạn của những kẻ thủ ác quá tinh vi. Sau nhiều ngày chờ đợi tin tức từ phía công an nhưng vô vọng, Liên quyết định sẽ tự đi tìm. Dựa vào một số dữ liệu của công an thông báo cho gia đình, Liên có thể suy đoán được em gái mình đã bị bán sang Trung Quốc. Bởi lẽ công ty mà Nhung nói là của bạn trai thực chất chỉ là một công ty ma, hoạt động trá hình dưới vỏ bọc của một công ty du lịch, mà tour du lịch đa phần là những địa danh nổi tiếng bên Trung Quốc. Trong một căn phòng ngập tràn khói thuốc, có một lão già toàn thân trần như nhộng nằm trên giường. Phía dưới còn có một cô em bốc lửa. Vừa nhìn thấy Thắng bước vào, lão già nọ đã dùng cái giọng lơ lớ tiếng Việt mà hỏi. Nghe qua liền biết lão là người Trung Quốc. Bọn chúng đi rồi sao? Thắng cũng không thấy ngại. Có lẽ hắn đã quá quen với việc này, nên nghe người đàn ông kia hỏi thì gật đầu đáp. Ông chủ yên tâm, tôi và thằng Tân đã xử lý cái xác ngay đêm đó. Còn cẩn thận thỉnh thầy bùa về yểm, dù công an có tới thì cũng không thể tìm ra. Nghe Thắng nói, người đàn ông kia khẽ gật đầu hài lòng rồi nói tiếp. Cẩn thận vậy là tốt. Nghĩ vẫn tiếc, con bé đó ngon lành như vậy mà không hưởng được lâu. Vụ làm ăn đó xem như lỗ nặng đấy. Tôi cũng không nghĩ con bé đó lại phản kháng mạnh như vậy. Thắng mường tượng cái cảnh Nhung treo cổ lủng lẳng trên xà nhà mà không còn ớn lạnh. Nếu không phải lão thầy bồ kia nói đầy ỉm hồn phách của cô lại, thì một kẻ nhát gan như hắn có lẽ đã chẳng ăn ngon ngủ yên thời gian qua. Ông chủ vui vẻ tiếp đi. Thằng Tân mới liên lạc, xem ra sắp tới lại có hàng ngon. Ông chủ tha hồ hưởng. Nói xong, Thắng xoay người bước ra khỏi phòng, để lại phía sau lưng tiếng cười khoái lạc của lão già nọ và những âm thanh sạc mùi dục tính. 3 ngày trôi đi rất nhanh. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ về mặt giấy tờ pháp lý, Lan liên lạc với Ngoại Long. Nhận được địa chỉ anh ta gửi, Lan vội bắt taxi tới. Nhà anh ở đây sao? Ngoại Long cười đáp. Đây là nhà tôi. Mọi thứ cô đã chuẩn bị đủ rồi đúng không? Thấy Lan gật đầu, Ngoại Long lúc này mới gọi xe. Lát sau, một chiếc xe taxi đậu ở trước mặt hai người. Vừa bước lên xe, Lan đã lập tức nhận ra người tài xế trẻ tuổi. Ơ kìa, đây hình như là người đón anh ở trước quán cà phê hôm trước đúng không? Thấy Lan nhận ra người tài xế, Ngoại Long cười cười giải thích. Hôm trước, sau khi anh ta chở tôi về, thấy anh ta lái xe cẩn thận, nên tôi xin số điện thoại để liên lạc đặt xe cho chuyến đi này. Thì ra là vậy. Lan hiểu ra vấn đề nên cũng không thắc mắc gì thêm. Xe lăn bánh rời khỏi nội thành. Sau nhiều giờ, cuối cùng taxi cũng đến địa phận của tỉnh Lào Cai. Nhìn thấy trước mặt chính là cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Ngoại Long quay sang Lan nói. Chỉ cần đi qua cửa khẩu là tới huyện Hà Khẩu thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Chờ biên giới Hà Khẩu
nằm cách cửa khẩu không xa đâu. Lan sốt ruột nên vội hỏi, vậy bây giờ chúng ta qua đó luôn chứ? Ngoan Long lắc đầu đáp, phần chìm của chợ Hà Khẩu thường hoạt động về đêm. Giờ mới quá trưa, chúng ta sang sớm cũng chẳng để làm gì, chiều tối mát mẻ rồi đi. Thấy Ngoan Long nói có lý, Lan đồng ý ngay. Ngoan Long đưa Lan tới một nhà hàng cách cửa khẩu khá xa để ăn uống và nghỉ ngơi. Tại đây, Ngoan Long chỉ dẫn cho Lan rất nhiều thứ, từ cách ứng phó trước ánh nhìn bất thiện của thế lực ngầm trong chợ Hà Khẩu, cho tới việc che giấu công cụ tác nghiệp như thế nào cho kín để tránh bị lộ. Nhìn Ngoại Long chỉ dẫn hăng say, Lan ngồi một bên vừa nghe vừa cảm kích. Mới đó mà đã là 5 giờ chiều, Ngoại Long thúc giục Lan cùng nhau lên đường. Đang lúc cả hai chuẩn bị bước tới gần cửa khẩu để làm một số thủ tục giấy tờ thì chuông điện thoại của Ngoại Long vang lên. Anh ta ra dấu cho Lan vào làm giấy tờ trước, còn mình thì ra nghe điện thoại. Một lát sau, khi Lan đã đứng ở bên kia biên giới thì phía bên này, Ngoại Long mới cười cười nói vào trong điện thoại, hàng về trắng mịn xịn thơm, tối nay tôi sẽ mang tới, chuẩn bị tiền đi. Cúp điện thoại, Ngoại Long nhanh chóng biến đổi sắc mặt, bấm số của Lan, sau đó nói với giọng gấp gáp đầy áy náy, xin lỗi cô, tôi có chút việc cần giải quyết ngay bây giờ. Cô yên tâm, tối nay tôi sẽ tìm cách qua đó với cô. Lan nghe vậy thì có chút lo lắng, nhưng thấy Ngoại Long cam đoan tối nay sẽ qua đó thì cũng dần bình tĩnh nói vào trong điện thoại, được rồi, anh lo việc trước đi, tôi sẽ đợi. Dứt lời, cả hai chào tạm biệt rồi xoay lưng. Đúng lúc này thì chiếc taxi vừa nãy cũng chậm chậm chạy tới. Thì ra người có bút danh Ngoại Long kia chẳng ai xa lạ mà chính là Tân, tay buôn người khét tiếng, đã chót lọt rất nhiều vụ. Còn người tài xế kia chính là Tiến, tên đàn em của Tân. Giờ đưa tao tới chỗ cũ, vượt biên nhanh, chưa kịp giờ còn giao hàng. Tiến vâng một tiếng rồi lái xe về phía rừng, nơi có một tiểu ngạch mà không biết lần Tân thành công trốn qua biên giới. Ngồi lái xe, Tiến lúc này mở miệng nói với Tân, anh giỏi thật, mới đó mà đã dụ thêm được một em, mà lại còn là nhà báo nữa. Thì ra Tân lập blog kia mục đích chỉ là để dựng lên một vẻ bọc hoàn hảo cho mình. Không chỉ vậy, qua những lượt tương tác ở mỗi bài viết, gã sẽ tìm ra được con mồi, những kẻ thực sự quan tâm tới vấn nạn buôn người này. Và Lan là một trong những kẻ như vậy. Tân châm một điếu thuốc, dáng vẻ tự đắc. Với thời gian 3 ngày, tao tin con mẹ đó sẽ chẳng có thì giờ để điều tra kỹ càng. Việc trở thành con mồi của tao là điều đương nhiên. Nói tới đây, Tân ngửa đầu nhả khói, bộ dạng tận hưởng. Lúc này xe taxi cũng dừng lại trước một ngôi nhà sàn nhỏ. Từ trong nhà, một người đàn ông tuổi độ 50 bước ra, nét mặt hớn hở. Vâng, các cậu để xe đấy, tôi trông cho, đi sớm rồi về sớm. Men theo con đường mòn quen thuộc, Tân và Tiến bước đi rất nhanh. Sắc trời cũng mỗi ngày một tối, như muốn đồng lõa với việc làm bất nhân của chúng vậy. Lúc mà Tân đang băng rừng trong đêm thì phía bên kia biên giới, Lan cũng đang hòa mình vào ánh đèn và sự sầm uất của chợ đêm. Lan không ngừng nhận được những lời mời mọc của cả người Việt Nam lẫn người Trung Quốc. Đang lúc Lan mê mẩn trước những thứ mới mẻ của chợ đêm biên giới thì bất chợt phía sau lưng có người thúc mạnh vào cô. Thế vậy, một trong hai người vừa đụng phải cô vội bước tới, miệng liên tục xin lỗi, thực sự xin lỗi cô, là chúng tôi không chú ý. Không, không sao. Lan liếc nhìn về phía sau lưng thì thấy một đôi nam nữ người Việt Nam. Người đàn ông nhìn còn tươi tỉnh một chút, còn người phụ nữ thì tiều tụy thấy rõ. Cô không sao chứ? Lan hỏi cô gái kia. Tôi không sao, xin lỗi,
Vừa nãy tôi mãi suy nghĩ nên không nhìn đường. Đôi nam nữ kia chính là Liên và Dũng. Sau khi hỏi han, trò chuyện với bọn họ hồi lâu, Lan cũng dần hiểu được nguyên do vì sao Liên lại tự tỵ đi như vậy. Chẳng giấu gì hai người, tôi là nhà báo. Lần này tới đây cũng là để săn tin, đem những mánh khóe của đám buôn người kia bày ra trước công chúng và quý bạn đọc. Dũng và Liên nghe Lan giới thiệu mình là nhà báo thì có điểm vui mừng. Không giữ được sự kích động, Liên nắm chặt lấy tay Lan mà cầu khẩn. Cô nhà báo, cô làm ơn giúp tôi. Em tôi bị bắt cóc. Tôi biết là nó bị bắt cóc mà. Giúp tôi với. Hiểu được tâm trạng hỗn loạn của Liên lúc này, Lan đáp lại cô một cái ôm an ủi và hứa sẽ đưa mọi chuyện ra trước công chúng, để mọi người nâng cao kiến thức và sự cảnh giác.